Khai trương có mời leo về diễn hài không anh? Thằng đó tới BBT của anh kêu bảo vệ cổng ra luôn em. Lịch sự mà kêu bảo vệ cổng ra luôn. Mẹ tuổi gì mà đòi vô BBT diễn hài mày? Trời đất ơi, mày tưởng đâu BBT doanh nghiệp nhỏ hả? Chẳng qua dù khi anh không muốn nói thôi. Chứ bây giờ tụi em đi coi, một cái doanh nghiệp dịch vụ mà lao động trên 100 người, thì tụi em đánh giá là doanh nghiệp đó như thế nào? Không, họ dịch vụ nhưng không có tính thành phần phục vụ khách hàng nha bạn. Thí dụ như bạn nói gì bạn bắt bẻ. Ủa vậy cái tôi làm quán nhậu, tôi làm quán nhậu tôi cũng trăm trăm nhân viên, tôi cũng là dịch vụ đó, không phải, không đúng gì bản chất. Bạn không được miệt thị tôi vậy hả? Không phải là miệt thị mà đó là quan điểm. Giống như chị Hằng, chỉ có quan điểm mà ai tới, những người nào mà chị không thích á mà tới Đại Nam á là chị kêu bảo vệ cổng ra, thì người nào cũng có quan điểm thôi, đúng không? Mình không thích người nào hay là mình cảm thấy người nào không đáng để mình chơi thì mình không chơi, mình cạch mặt vậy thôi. À, nếu Du Leo mời anh kèo debate chính trị với Việt Nam anh có đồng ý không? Anh nói rồi, tới BBT anh kêu bảo vệ cổng ra. Câu trả lời của anh nói lên tất cả. Nói chung á, anh chỉ lên nói chuyện với những người anh xem là bạn. Vậy bạn thấy trên diễn đàn của anh Duy Nguyễn lên được bao nhiêu người? Nó anh Duy Nguyễn lên được có mình ông Luli, chị An Nhiên hết rồi. À, vì tại sao phải cổng sướng vậy? Nói chung á, tại vì á, mình lên mạng mà nói chuyện cho nó nhẹ thôi, đúng không? Mình đang mặc đồ giám đốc, mình đang mặc đồ vét nên mình nói chuyện nó nhẹ nhàng là dùng chữ cổng thôi, chứ còn bảo vệ nó nghe lộn nó dùng chữ khác đâu sao đâu bạn. Không lẽ giờ mình đi chửi bảo vệ của mình? Bọn phải thông cảm, hiểu không? Người ta nói là gì, trang phục nó phù hợp với ngôn phong. Nó khi mà Di mặc đồ ba lỗ á, thì hổ báo cáo chồn ok, còn bây giờ mặc đồ này thì khó mà hổ báo cáo chồn được lắm. Nên cái câu nói của Duy Nguyễn lần này các bạn phải rà rà cho nó kỹ, bạn nghe đi nghe lại nhiều lần đó để bạn mới hiểu được cái ý. Anh Duy ơi, tụi nó khịa anh kiện ông Cường nhiếp ảnh là kiện bằng miệng thôi chứ không dám kiện thiệt, giống như Dưa Leo kiện báo Nhân Dân vậy. Không có vụ thằng Cường nhiếp ảnh nó kiện anh chứ, chứ anh kiện nó cái gì? Nó kiện anh sẽ đi ra tòa, lúc đó anh mới thọt là anh kiện nó. Còn nếu mà giờ nó chịu nhục, nó không kiện anh mà nó không chịu mở bay, nó không chịu mở YouTube nữa, thôi kệ bà, nó tha cho nó thôi chứ kiện gì ba. Để cho nó thấy rằng nó chơi lộn người rồi, để cho nó thấy cuộc đời này của nó đó, 30 mấy tuổi rồi, một vợ một con rồi, nhưng mà suy nghĩ thiếu chín chắn, để bây giờ không có đường lùi. Bây giờ mở miệng ra xin lỗi như Nguyễn Thị Nhục đó, mà bây giờ mở cửa cái bay ra thì không dám mở, mở cái Facebook ra thì cũng dám mở, mở YouTube ra cũng dám mở, mở điện thoại ra cũng dám mở luôn. Sống trên đời sống thế sống làm gì? Nó chỉ cần nói với dạ thôi, như Nguyễn chị vừa rồi là hiểu lầm, em sẽ không kiện anh, em hy vọng là một chuyện khép lại đây, thì đó là câu chốt. Mà hôm nay 10 ngày rồi, nó là một người đàn ông, nó không đủ can đảm nó chốt câu đó nữa, đúng không? Mà nó sai đi, nó sai thì ok, mẹ con vợ sai theo nó luôn, con vợ sai theo nó luôn, còn vi bằng thì anh có rồi. Bây giờ nó chỉ cần nhích một phát một ra pháp lý đã đâm hai cái liền đó. Anh đã nói rất rõ mà, chơi quân tử mà các bạn, chơi chơi quân tử là nói trước luôn, không có chơi đâm sau lưng nó. Thì giờ các bạn cứ vô đi, tất cả những cái thông tin liên lạc của Nguyễn Cường Ron nó khóa bà hết rồi, đâu có ai liên lạc được nó nữa đâu, đâu biết cái quan điểm đó như thế nào. Nói chuyện với anh cũng trịnh thượng ghê lắm mà, nói chuyện với anh trịnh thượng lắm mà, ghê lắm mà ta, xin lỗi không chịu mà. Đâu xin lỗi đơn giản như vậy được anh. À, chơi con buổi gặp mặt, buổi gặp cái con khỉ không gặp mày làm gì nhau, đặt xào xạo 3 giây, 3 giây cái suột trên trên YouTube thích làm to cơ. Nói chuyện khách sáo không có nghe đó, nói chuyện khách sáo không có nghe, tới hồi người ta nói thẳng á thì lại nghe không nổi. Ôi cái đó là lỗi kinh nghiệm cuộc sống các bạn. Nói chung mà các bạn cũng nhìn qua cái bài học đó, các bạn đi đi nên gọi lại đi, đúng không? Bạn làm một cái chuyện mà tình nó không ủng hộ bạn là chắc chắn là bạn chết. Bây giờ còn cái lý ủng hộ bạn nhiều, ui dăm ba đồng bạc cắt nó. Nên bạn rút kinh nghiệm đi, bạn đừng có xử lý đi vào lòng đất nhân đó nha. Bạn xử lý đi lòng đất nhân đó là không có đường lui đâu. Bây giờ chỉ cần mở Facebook ra, fan Duy Nguyễn nó bay vô đó khịa thôi, nó nặng, nó vô đó khịa thấy ủa anh Duy Nguyễn chờ anh kiện kìa, anh kiện chưa anh đồ, nghe đủ nhủ não rồi. Xong bây giờ nhiều thằng nó khịa, nó trời ơi ủa sao anh làm phim, anh làm hình, anh quay nhạc, anh quay cảnh đẹp đất nước quê hương, nhưng mà sao cái lương tâm của anh sống kỳ anh đồ, nó khịa đéo vậy đó. Ủa anh đi quay cảnh người ta, anh có xin bản quyền chứ anh quay tùm lum, mới có cái nhà tắm của em trong đó kìa, chết mẹ lúc đó lỡ em tắm rồi sao. Tất cả mọi thứ ai yếu bóng vía là chết, với ông Cường này chết nhiều chứ. Mấy bạn YouTuber kia lỡ lấy trúng suột nó kia, nó rì bọt chết kinh đó. Mà cái tật thằng này nó bố láo quan chỗ á, nó rì bọt xong lên mạng nó khoe chiến tích đó. Cái đó thứ đối với anh là cái thứ mất dạy, đúng không? Đối với anh là cái thứ mất dạy. Sống trên đời để phải giang cái bàn tay ra,
đó, để mà chia sẻ với người ta. Sống trên đời có người giàu người nghèo, sống trên đời cũng có người khổ người không khổ, đúng không? Mà bây giờ nghĩ sao, ta vô ta lỡ lấy trúng cái của mình không biết bản quyền thế nào chưa làm rõ nữa, đâu xong đi thì bọt chết kinh ta, mấy nhỏ nhỏ bị quá trời, xong lên mạng khoe nữa. Ừ, khoe với gọi là cái đồng môn của mình đó, là mình mới report chết kinh này chết kinh kia, rồi này nọ kia các thứ. Đối với Duy Nguyễn, một con người thấy là mất dạy, mà chưa kể có yếu tố phản động trong này nữa, sao dung thứ được các bạn? Miệng mồm á thì nó xin lỗi các bạn ở đây, mình xin lỗi các bạn nha, mình xin lỗi, mình không muốn đụng chạm ai hết, nhưng mà mình á là một cái thằng tha phương đi vô Sài Gòn lập nghiệp thì sống nó phải biết điều đó, sống nó phải có tình có nghĩa, phải biết ừ cảm ơn này nọ đất nước quê hương đồ, chứ không phải là đi lên mạng mẹ cà khịa chính quyền, tố cáo chính quyền, rồi xong rồi chia sẻ mấy cái bay phản động, like mấy bay phản động nhiệt tình lắm mà. Sao Duy Nguyễn mới nói con câu ngày mai bỏ like hết rồi, vậy mấy bay phản động nó cũng tội nghiệp nó nữa, nó trúng mấy thằng fan không có lý tưởng, nó like cái bay Việt Tây Việt, Việt Tân rồi điếu cày rồi lum la đó bạn, dân làm báo rồi quan làm gì lum lơ đó. Đó, nhưng mà thông qua cái chuyện này, ngày trước Duy Nguyễn nói thằng cha Luli là Trương Phi, nhưng mà cũng mượn cái clip này xin lỗi anh Luli, em hơi coi thường anh, em hơi coi thường anh, tại vì em có nghe thoáng qua cái like của anh nói một cái điểm này, thì từ nay em sẽ không nói là Trương Phi nữa, mà anh chuyển qua anh làm Trương gì ta, Trương Nhiệm đi, Trương Nhiệm cao hơn Trương Phi một chút nha. Tại vì anh Luli anh phân tích vô cái điểm là like khác follow khác, follow là gì, là tao theo dõi mày để tao nắm tình hình, còn like là gì, tao yêu thích mày, tao quý mến mày, tao coi mày như idol đó. Ông Lưu Liễm nói vô cái điểm này hay, điểm này hay, nên một cái con người như thế đó bà đánh giá cao cái điểm nào? Mình cũng là thằng đi làm mưu sinh thôi, sống sao cho tao thương, mà nó không làm được cái điểm đó. Thí dụ như nó muốn chơi ra ngô ra khoai với Duy Nguyễn đó, thì đi ra tới cuối con đường luôn đi. Nói Duy Nguyễn nói giờ thứ nhất clip tôi xóa, tôi chắc chắn là tôi xóa là lý do gì sao, không phải tôi sợ bản quyền mà tôi không cần cái bản quyền đó, cái đó là cái gì đâu, chả là khí khô gì cả. Nó Sài Gòn hoa lệ anh không chọn ra đi, Duy Nguyễn mặc cái vest trắng bước chân ra hiên ngang ngạo nghễ đẹp trai, cần khí khô dĩ sụt lên mạc đó, đúng không? Nhưng mà cái video của Duy Nguyễn đó nó lan tỏa ra cho thế giới, cho bạn bè này nọ, người ta biết ở Sài Gòn có một lên mạc, mày mày đòi bản quyền thôi, chả cần bỏ ra, xóa là xóa như vậy, còn thích đúng không, mình làm không dám chối. Cái video đó mình up lên một ngày có dính cái sụt lên mạc trong đó, nó được 2.000 view, thích đâm đơn kiện mình đi hầu, mà mình càng thích như vậy nữa, mình làm một lần cho ra cái án điểm luôn, nó cho ra cái án điểm luôn, đúng đâu sai đó, phạt đâu chịu đó, để coi vấn đề bản quyền là xử lý như thế nào, chứ không phải tối ngày ăn rồi đi report mấy cái youtuber nhỏ 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 nhỏ, gặp mềm mới thì nắng mà rắn thì buông. À, bạn thấy thì sống quá hèn, nhưng mà khổ cái cưới trúng vợ, con vợ cũng chả giúp được gì cho mình, đúng không? Con vợ xử lý đi đi vào quả ngục luôn, thằng chồng thì xử lý vô lòng đất, con vợ xử lý vô quả nhân quả ngục. Các bạn chỉ biết con vợ thôi nha, mình không thích lo thông tin cá nhân ra, mình cũng không chơi bây giờ trò đâu. Nó là vợ xe bài của con chồng bay vô chửi phụ thua luôn, sau này hai đứa mày khỏi có nói chuyện với tao luôn, nên các bạn sau này đừng có như vậy nó. Nên trong cái vấn đề mâu thuẫn, tôi tư vấn các bạn làm vợ làm chồng nha, trong vấn đề mâu thuẫn mẹ đừng có đồng lòng, đừng có đồng vợ đồng chồng nha ba, đừng bao giờ đồng vợ đồng chồng. Trong vấn đề mâu thuẫn trong xã hội này á, thằng chồng và con vợ đứng ra chơi mình thôi đó, chơi nó phải thằng đấm thằng xoa vậy mới được, sau này mới giải quyết được vấn đề, chứ mẹ hai thằng cùng đấm hết là cái gì chết đó, bạn hiểu ý tôi nói không? Mà bây giờ tôi nói cái câu này mấy quý anh chị em nào có vợ có chồng rồi cảm thấy nó đúng không? Thí dụ như thằng chồng đi mượn nợ đi, ok con vợ làm ơn làm lơ không biết, nhưng mà khi mà chủ nợ ta đòi con vợ không có láo nha, nó con vợ mà láo là cái gì không giải quyết được, nó thật sự cái gì mới có tình có lý. Giờ tôi ví dụ nè, bây giờ con thằng chồng đi quýnh đi 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 quýnh đề thua, hoặc đi bia ôm đi nó, hoặc đi bia ôm đi mượn kia 5 triệu để chung tiền bia ôm, nhưng mà thằng kia lấy lãi hơi bị cao đúng không, thằng kia lấy lãi là dần tháng sau phải trả cho nó 10 triệu ví dụ vậy đi, nhưng mà tháng sau á không có tiền trả đúng không, xong rồi thằng này lại nhà vợ chồng đòi xong rồi con vợ xách dao ra chém là thua luôn, hoặc là con vợ nó câu ngang ở nó mượn thì nó trả đi mày tới đây làm gì đó, hoặc là hay là nó mượn thì nó trả đi mày kiếm tao chi tao quýnh thấy bà bây giờ ví dụ vậy nó, thì tôi hỏi mày cái nước đó khỏi giải quyết luôn. Nên đây á, thật sự Duy Nguyễn cũng lớn tuổi rồi nha các bạn, 36 tuổi đời rồi, nên Duy Nguyễn có những cái thứ kiến thức mà nó chuẩn đó. Thấy sếp nói đúng, người cương người nhu, chứ cả hai vợ chồng đều cương thì không hết, đúng luôn. Nên bây giờ thông qua sự sự việc của ông Cường Nguyễn á,
thì bạn sẽ thấy rằng hai vợ chồng nó bây giờ không có cái kênh nào để riêng để có thể nói chuyện với Duy cả. Nhưng nếu mà ví dụ như ngày trước đó, con vợ nó lặn lại một phát, con vợ nó chống nhưng mà chống ở trong đầu thôi, đừng có thể hiện ra cho người khác biết, thì bây giờ là con vợ đó sẽ là cái người đó mà giải quyết vấn đề. Nó con vợ nó chuyên lại nói rồi em thay mặt chồng em xin lỗi này nọ kia, chồng em thật sự đó giờ nó cũng va chạm ít, tụi em cũng mới ở ngoài quê vô đây lập nghiệp thì ảnh giỏi về chuyên môn thôi, chứ còn về trong cuộc sống này nọ kia thì có những cái thiếu sót, thì vô tình những thiếu sót đó nó làm cho anh cảm thấy hơi khó chịu, thì em xin thay mặt chồng em xin lỗi, rồi con em xin lỗi, đồ bảo đảm ông nội tao cũng dám cương tiếp. Nó đi cái nước cờ đó là ông nội anh cũng dám cương tiếp, đúng không? Nếu mà anh cương tiếp cái nước cờ đó, anh từ đúng chuyển qua sai, chỉ là một cách giải quyết vấn đề quá đơn giản, quá đơn giản. Nhưng mà có những cái người á, nó lo học chuyên môn, đi học live cam quay làm sao cho nó đẹp, để làm sao để vòi tiền bản quyền người ta, nhưng mà không biết cách sống, không biết cái cách đạo đức sống, không biết cách đối nhân xử thế, để từ đó để mình có được những cái món lợi còn cao hơn cái bản quyền đó. Đó là cái đó là thật sự bạn á, kêu là gì ta, mọt sách nhiều quá này cũng không có tốt các bạn. À, cuộc sống này á, mình lấy vợ lấy chồng thì mình phải lấy một cái người đối lập với mình, không phải đối lập tất cả mà đối lập để hoàn thiện nhau đó, cái đó là quan trọng. Ông lấy hai thằng xem nhau thua luôn nó. Các bạn thấy Duy Nguyễn chia sẻ đúng á thì các bạn thả tim thả like đi. Vì live stream của Duy Nguyễn ít người coi lắm nên bạn thả không có lắc đâu, sợ thả thoải mái nha. Còn bây giờ là sự việc gì rồi nó không có kinh liên lạc nữa, cũng chả con nào đứng ra đại diện được. Mà hài lắm nha, cái sự việc vừa rồi có mấy fan của Duy Nguyễn bay vô đại diện Duy Nguyễn, nó nhắn tin với nó tưởng đâu Duy Nguyễn sợ nó, kêu người khác nói chuyện giùm, nó càng xác định sai cái vị trí chỗ này nữa, mà nó đi nó nói chuyện trên đầu mấy fan của Duy nữa, nó nói chuyện trên đầu mấy fan của Duy, nó tạo cho tạo đó mấy đó nó ức chế và nó sẽ gọi nó công kích cá nhân luôn. Bạn coi đường đường á, thằng cha Luli á, tôi nói thiệt với bạn á, tuổi gì thằng cha Luli không có tuổi gì hết trơn á, bay vô nói chuyện với nó, nói chuyện cái giọng mà giống như gài đó vậy đó, nói chuyện cái giọng hiền lắm. Tôi nói thiệt, ông sống giả vừa thôi ông ơi, ông ngoài đời ông nhai đầu nó luôn đó chứ ông nói chuyện hiền quá. Xong rồi cái nó tưởng đâu ông Luli là thuyết khách của anh sợ quá anh dám nói chuyện, nó nhờ Luli ba vô nói chuyện. Đánh giá sai thêm điểm này nữa. Đâu đâu giờ thích thích đọc cái chuyện vợ chồng nè bạn. Vợ em nó luôn trái ý em, làm sai gì đó là nó dí đánh không được phát nào. Dí bà ơi, dí đánh không trượt phát nào, vậy là gia đình em hạnh phúc hả anh? Cũng còn tùy nó trái cái điểm nào. Thí dụ giờ anh cứ nói em vậy, thí dụ như em mà mệnh kim á, em mệnh kim á đúng không, thì em phải cưới mấy nhỏ ngũ độc đó, còn em mạng hỏa đó thì em phải cưới mấy nhỏ nga mi thí yên đó, hiểu chưa? Em phải phải vậy đó, nó gọi là nó bổ sung cái khiếm khuyết cho nhau, chứ không phải là trái ý là nó mâu thuẫn nhau tối ngày. Cái đó là nó khác, nó mâu thuẫn nhau tối ngày đó là không hợp rồi, không quen được. Còn ví dụ như giờ, ví dụ như một người rất là nóng mà đi cưới một con vợ cũng rất là nóng luôn, tôi bảo đảm 3 tháng ly dị chịu không nổi, 3 tháng ly dị thôi đúng không. Thí dụ như mình lỡ ra đường mình ghẹo gái một cái đi, nó về nhà nó ghen lên, nó điên lên, xong lúc đó cái mình cũng điên lên, cái nó cũng không chịu nhường, nó không chịu nhường, không chịu nhịn, mình cũng không chịu nhường nhịn, mình bóp tay nó một cái rồi nó cuốn đồ về nhà má nó, xong rồi má nó làm đùng 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 lên xui da hai bên hệ quả hết, bảo đảm ra tòa không đường cứu vãn. Vợ hay tính trai thì nên làm gì mình biết nhưng cứ bỏ qua. Ôi trời ơi, chuyện nhỏ, ông ăn trả bạn em, vợ của em hay tính trai thì em tính gái để coi bây giờ xã hội dư luận chửi em hay chửi nó, đúng không? Chuyện nó đương nhiên đơn giản dễ xử lý.